Xin chào cô chú anh chị ngày mới nha. Thì hôm nay em lại tiếp tục là đi bắt ong nữa cả nhà ơi. Thì sáng giờ đi trong mấy lô đều nó đẹp ghê luôn. Mà chưa. Bây giờ thì cứ lũ vô mấy đám điều thôi cả nhà. Trời ơi, dưới suối anh em đi dữ lắm. Khả năng sót thì không có đâu. Bây giờ em sẽ đi kiếm, chừng nào gặp được ong em quay cho mọi người xem tiếp nha. Trên cái cây này có ong ổ nè mọi người. Ong tút trên kia. Kiếm không. Kiếm nhiều quá. Đây, tổ ong đây cả nhà. Kiếm nhiều quá. Rồi, em dắt vô khỏi nó chảy cả nhà. Ở trên cái cây điều này em thấy có ngỗ nè mọi người. Mấy cái cây tầm gửi như vậy nè, hay có lắm. Mấy ổ mà cục mặt nó cục cục á, nó nù, còn mấy ổ dài dài này thì
Úi dạ. Nù quá nhở. Duro. Đã. Mặc phun luôn. Ui đã. Hai tổ, tổ trong kia cũng nù rồi mọi người. Ở trong cái lùm kia có ổ rồi mọi người. Ông này quá già luôn rồi. Cục mặt nó bị lép rồi. Ủa tổ ong này giống tổ ong rất tàn vậy đó. Ủa ông nào rác à. Tụ ong này tụ ong rất tàn. Phải không ta? Ủa, không phải. Nó xây hai cục mật cả nhà ơi. Ừ, tổ ong này đâu phải rất tàn đâu. Đây là nó lủi ra đây ha. Mặt đỉnh ghê luôn cả nhà. Mặt lúc luôn á. Đi chung cái khu mặt lúc này ngon. Mặt lấp lánh luôn. Này cả nhà, ông bọng nó lủi xuống đây nè. Ba đội quỷ gặp nhiều ghê luôn cả nhà. Ngày nào ông gặp nó bay toán loạn luôn ha. Con to cãi đít đi vô bự quá, đi vô nổi cứ lù 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 một bay lên. Thôi đi kiếm ông rùi cả nhà ơi.
nó già quá, nó khô một nửa rồi nha. Ở trên cái cây này có ngỗ nè mọi người. Trời ơi, ông ăn bự ghê mà nó khô quá nha ơi. Nó già quá rồi. Ủa, tiếc ghê nha. Kỳ ta. Hồi sáng em bắt cái ổ ong nó bị khô ở đây này cả nhà. Sao em đi ngang ở đây không thấy cái ổ này ta? Bây giờ ổ này cũng hơi khô. Nó hơi khô. Nhưng mà cũng được cả nhà ơi. Nhắc vô.
dữ quá dữ. Bỏ cả nhà ơi, không lấy nó. Để em gom vô rồi đi về cả nhà ơi. Chán nặng ông ghê cái nhà.